mày ấy nhá, tao không cần nữa, hiểu chưa? Các con tao cũng không cần cái loại bố như mày nữa. Tao tự dạy các con tao nên người được, mày hiểu chưa? Còn làm bố thì phải đàng hoàng, chứ không phải bố sống cái kiểu khốn nạn này đâu. Thôi đi về đi, cứ đi về nhà đi xong rồi cái chuyện đó. Đưa chìa khóa đây. Không đi đâu hết nhá. Hôm nay mày không nói đàng hoàng tử tế với tao thì mày không đi đâu được. Mày hiểu chưa? Thế bây giờ cô muốn gì? Bây giờ muốn gì? Thì tao hỏi mày, mày có bỏ cái thói trăng hoa của mày không? Hả? Bao nhiêu lần này, rồi? Cô bớt vừa mồm thôi, không có cô, tôi nói thẳng cô này, không có cô tôi ấy. Cô không có cuộc sống được ổn định đâu. Tôi nói từ cô vậy. Sống thì nhờ vào đồng tiền của tôi, bây giờ cô cứ đừng giặc cái mồm. Thế là bây giờ anh thích nói thế đúng không? Thế tôi nói cho tao nói cho mày biết nhá, bây giờ tao cũng không cần mày nữa đâu, hiểu chưa? Ba cái đồng tiền bẩn thỉu của mày tao cũng không thèm nữa. Nghe chưa? Đấy mày mang đi, mày nuôi con nào thì mày mang đi mà nuôi đi, hiểu chưa? Con tao tự nuôi được nhá. Còn hôm nay tao chỉ nói cho mày biết là cái loại đàn ông như mày tao không cần rồi nhá. Mày nhớ là thế, cái loại như mày tao chỉ cho là chân nó dẫm dẫm như này. Mày hiểu chưa? Mày không xứng đáng để được tôn trọng đâu. Con mày nó cũng không tôn trọng cái loại bố như mày đâu. Bố gì bố khốn nạn thế hả? Bố đi theo hết con nọ con kia thế à? Mày dạy được con không? Ừ? Mày bảo theo con nào? Theo con nào? Thế mày đưa con nào đi vào nhà nghỉ? Hả? Nhà nghỉ thì đi đường nắng mệt vào nghỉ cũng được à? Sao mà cứ gứ vào nhà mày? Con đấy này làm gì? Thế mày cứ nghĩ vào nhà nghỉ là cái như cứ phải thế này thế khác à? Thế tao hỏi mày nhé, bây giờ tao đưa thằng khác vào trong đấy, mày có bắt gặp thì mày sẽ xử lý như nào? Hả? Mày có vả ra không chết luôn tại chỗ không? Hả? Hay là mày chỉ biết cãi thôi, là cái phần của chúng mày thôi? Có lỗi thì nhận mẹ đi. Biết sai thì mày sửa. Bỏ cái thói trăng hoa đi mà làm người. Muốn làm người đàn ông tử tế thì bỏ cái thói đi. Sống cũng đã đàng hoàng vào để con người khác còn tôn trọng. Mày sống lúc nào mày chui lúc đùi. Mày dám đeo vợ mày đi thẳng vào nhà nghỉ, mày hiên ngang nhưng mày đeo bọn gái này mày có dám đàng hoàng mày đi vào không? Hả? Hay là cúm đa cúm đúng như là cái con chó ấy? Thôi bớt mồm đi, đi về đi, đi chìa khóa đi về. Tao không về, hôm nay chúng mày không nói nó đàng hoàng tử tế với tao, mày chúng mày không đi đâu được hết nhá. Tao để yên cho chúng mày, cái này là quá nhẹ nhàng rồi đấy. Tao mày biết là tao mà đưa người đến đây cho tánh chúng mày mẹ không còn tôn răng nào rồi, mày hiểu chưa? Thì thực ra từ trước đến giờ cô cái như là cái như đi theo dõi đúng không? Theo dõi tôi làm gì, tôi đi đâu và tôi thế nào đúng không? Bởi vì mày không đáng tin tưởng, mày hiểu chưa? Còn nếu mày tử tế thật thà, vợ mày không phải đi theo dõi mày để làm gì cả, hiểu chưa? Nhá. Ăn được ở nhà không có công việc gì làm mà đi theo dõi chồng. Mày nghĩ nó không tốt thì mày vợ con mới phải thế. Còn nếu mà mày sống đàng hoàng chính đáng ấy, con vợ nó không phải khổ phải lăn lộn vất vả như thế đâu, hiểu chưa? Nó thế phải đi theo mày từng bước một, nhá. Cái giá trị đàn ông của mày nó mất hết rồi. Nhớ là thế. Mày đi về đi, đừng lắm mồm ở đây. Thế tao hỏi mày nhá, mày có bỏ được cái thói này không? Hả? Mày đã chấm dứt ở đây chưa? Tao chỉ hỏi mày thế thôi. Lúc nào giờ cô nói hết, cô cũng nói hết càn lời rồi đấy. Thôi bây giờ không, đã xác định là không cần nhau rồi. Đi thích về nhà nói chuyện trắng đen thì cứ về nhà nói. Tao không cần về nhà đâu hết cả, tao muốn làm rõ luôn tại đây. Nào, hôm nay tao quay hết rồi nhá. Hôm nay mày chúng mày không thể cãi được tao đâu, nói trước nhá. Mày cái biển nhà nghỉ lù lù rồi, chúng mày đi từ trong đấy ra nhá. Chúng mày cãi được với tao không? Ở hả? Đây này, ở giữa đây trưa nắng này chúng mày đi đâu? Vào đây làm gì? Tao hỏi chúng mày này thôi. Hả? Có người nào tự dưng mà đi đưa nhau vào đấy để nghỉ chưa? Mà không có chuyện gì chưa? Hả? Thì cứ nghĩ rằng là nhà nghỉ là cái như là cứ phải vào đấy là cái phải trai gái là phải này khác mới vào nhà nghỉ à? Thế bây giờ tao hỏi mày nhá, mày với nó có chuyện gì phải vào trong đấy? Thì đi đường vào mệt ngồi nghỉ vào con ngựa được. Tại sao không ra quán nước ngồi uống nước? Hả? Bao nhiêu quán mắt chúng mày không ngồi, chúng mày dẫn nhau vào nhà nghỉ chúng mày ngồi. Hả? Mày thích cãi không? Hả? Thì vào đây ngồi một mày cãi nữa tao bảo mày luôn đấy nhá. Hôm nay ấy, tao cho mày nhất thì biết luôn đấy. Mày không cần chồng con gì đâu. Mày tưởng là bố mày khổ mày với mày lắm rồi đấy, không phải gì đâu nhá. Không vì con vì cái này bố mày không phải nhẫn nhịn đâu. Nhưng mà hôm nay bố mày không nhịn nổi nữa rồi. Mẹ tao đố con nào mà nhịn được tao như mấy năm nay đấy. Biết tao khổ như thế nào không? Ừ? Tao điên tiết lắm rồi đấy. Đi về đi, đi về nhà đi. Hôm nay mày không nói rõ ràng là tao không đi đâu được hết. Đưa chìa khóa đây. Tao không đưa nhá. Mẹ nhất thì biết nhá, quánh nhau ở đây cũng được nhá. Mày nhớ là thế, tao nhất thì biết rồi thì mày biết tính tao rồi đấy. Đưa chìa khóa này về, đi cứ đi về nhà sao ưng làm gì làm ưng nói gì nói ưng giải quyết chẳng lẽ nào. Mày cứ nói xong ở đây với tao đi. Ừ, cứ về nhà giải quyết. Về nhà xong mày lại cãi bay cái biến, tao không tin lời mày nữa rồi. Mày nói xong với tao đàng hoàng tử tế đi. Để tao quay lại cho mọi người biết là hôm nay mày nói như thế nào, lần sau mà như thế tao bắt gặp nữa tao gọi chính quyền đến luôn tại chỗ, không cần phải nói nhiều nữa. Nào bây giờ mày nói đi, hai đứa chúng mày nói đi, con kia nữa. Mày nói đi cho tao nghe xem nào. Hả? Tao không thèm đánh mày đâu, mày hiểu chưa? Nhá. Người tao là con người lịch sự tử tế, hiểu chưa? Tao không thèm đánh bẩn tay tao.
Tao chỉ bắt được chúng mày nơi chúng mày, tao nói chúng mày biết là tao cần chúng mày nói như nào, chấm dứt hay không thôi. Nhá, kể cả tao có với thằng này có bỏ nhau ấy, chúng mày không đến được với nhau đâu. Mày hiểu chưa? Thì bây giờ cô muốn nói nào? Cô muốn gì? Mày nói cái gì đi về nhà nó. Tao muốn cái gì rồi? Bây giờ tao muốn mày trả lời tao rằng sao nào? Mày có bỏ lại cái tính trăng hoa của mày không? Mày có chấm dứt cái chuyện vớ vẩn của mày ở đây hay không? Hả? Nói đi. Cứ thích đi, thích ứng nói cái gì, thích về nhà nói ở đấy nha, giữa đường giữa xá này, giữa đường giữa chợ này. Bao nhiêu người ta đi này, người ta nhìn thấy là cô không xấu hổ cái mặt à? Cô tao á? Cô tao không... làm gì mà tao phải xấu hổ? Không xấu hổ cái mặt mày, cô phải nể mặt cho tôi nhá. Tao không nể mặt à? Mày đi theo gái mày có nể mặt tao không? Hả? Mày làm cái gì mà có biết nghĩ đến tao không? Tao là vợ mày, mày hiểu chưa? Mày đã nghĩ đến tao chưa? Mày nghĩ cảm giác là mày đi với con gái tao ở nhà phải khổ như nào chưa? Mày có nghĩ không? Mày muốn tao nghĩ cho mày? Cứ đi về nhà, thích đi về nhà nói đi. Mày biết tao nhẫn nhục bao nhiêu năm nay rồi không? Em cứ đứng lại, đứng sau thì về. Tao chỉ muốn là vì cái gia đình nhà này thôi, vì con, vì cái thôi, nó cũng muốn có bố thôi, mày hiểu chưa? Trong mấy thời gian tao hết lời khuyên giải mày rồi, nhá. Mày cái theo gió thói trăng hoa mày không thể sửa nổi là thế nào? Người ta sống vì vợ, vì con, nên sống về cái thói vớ vẩn đấy à? Tôi nói cô này, ở đây là một lần nữa này, giữa đường chờ này, rất là nhiều người đi qua lại. Cô nói cái gì cũng nói bé cái mồm thôi, vừa phải cái mồm thôi. Hôm nay tao bảo rồi, tao không cần thiết nữa, mày hiểu chưa? Nhá, cho nên tao không cần phải giữ ý để làm gì hết. Thì nghe rõ là như thế. Chúng mày vớ vào vớ vẩn đấy à? Cô định cái như là cô không xấu hổ cái mặt này, cô định bới xấu cái mặt trong cái đường thì chờ này à? Mày đi theo gái mày biết xấu hổ á? Hả? Mày dẫn gái mày trong kia mày có biết xấu hổ không? Hả? Mày lương tâm mày có bị cắn rứt không? Mày kêu là mày biết xấu hổ ở đây. Hả? Cả cái con kia nữa. Chúng mày thử suy nghĩ đi. Chúng mày làm người mà chúng mày làm cháy đạo lý thế à? Chúng mày có vợ con rồi mà chúng mày làm ăn thế à? Thì sao hôm nay, tại hôm nay mày cần thuê cả người đi theo dõi tao làm gì? Tao nói biết nha, bao nhiêu lần mày cãi rồi. Nếu hôm nay tao không thuê người đi theo để quay chúng mày ấy, thì chúng mày còn không biết đến cãi bao giờ nữa, hiểu chưa? Bây giờ phải có gì có bằng chứng, nghe chưa? Chúng mày nhá, làm những việc bất chính như này ấy, tao có thể kiện lên tòa án nhá. Vì tội chúng mày làm trái pháp luật, biết chưa? Kể cả là tao không ở với mày nữa, tao phải cho mày tan nát thì thôi. Không phải là tao không làm gì để chúng mày, mày hiểu chưa? Nhưng tao chỉ cần biết, tao chỉ muốn là hôm nay ấy, là tao đến đây để quay trực tiếp hai đứa mày, bắt gặp tại trận chúng mày để chúng mày hết cãi nhá. Chứ còn tao không cần đánh chúng mày làm gì cả. Còn đánh chúng mày tao đơn giản lắm nhá. Thuê độ 5-300 một triệu tao đánh cho chúng mày gọi hỏng người luôn. Nhưng tao không thèm làm, hiểu chưa? Tao chỉ muốn để cảnh cáo chúng mày thôi, và để xem chúng mày như thế nào với tao thôi. Thôi đưa chìa khóa về nào. Có đưa chìa khóa không? Mày thích chìa khóa gì? Chìa khóa đây nhá. Nhưng mà về nhà chưa xong với con này đâu, nghe rõ chưa? Tao nói cho mày biết thế, không đơn giản thế này đâu, hiểu chưa? Bố mày hôm nay mới bắt được chúng mày nhá. Xuống xe. Mày chúng mày. Ai xuống đây làm gì? Xuống xe. Xuống xe. Hôm nay chúng mày hết cãi nhá. Mẹ chúng mày, mày biết tao đứng đây từ lúc nãy giờ mày biết không? Chẳng qua bảo vệ không cho tao vào thì tao mới không vào được thôi nhá. Chúng mày, tao chờ chúng mày từ lúc nãy giờ. Mày xuống đây làm gì đây? Mày thích là xuống đây làm gì không? Hôm nay mày hết cãi nhá. Hả? Mày làm chồng thế à? Hôm nay còn cãi nữa không? Bây giờ mày còn cãi nữa không? Hả? Thôi. Mày nói đi. Tôi nhất về nhà đi, cô về nhà đi. Về nhà có việc gì về nhà nói. Tao nói cho mày biết nhá, tao khó khăn lắm nhá. Mới nhờ người nhá, để đưa tao đến đây để dình chúng mày, mày hiểu chưa? Bây giờ tao mới bắt được chúng mày rồi, bây giờ mày còn cãi nữa không? Thôi cô đi về đi, tôi bảo là về nhà là cứ về đi. Ở nhà, về nhà có việc gì về nhà nói. Bây giờ tao không về nhá. Mày quay cho chị, quay tận mắt cái thằng này với con này cho chị, hiểu chưa? Quay rõ cho chị nhá, quay từ đầu đến cuối, để cho nó hết thôi cãi luôn. Đấy, bây giờ mà tao mày không bắt được mày, tắt mày nhá, tao đập mày quay mẹ mày bây giờ đấy. Mày cứ quay với chị, quay từ đầu đến cuối với chị luôn, để quay rõ cái mặt thằng này. Nhất thì không vợ chồng nữa nhá. Mày cãi với tao à? Nói bao nhiêu lần rồi mà mày không chửa. Mày bỏ cái thói đi thác của mày đi. Đã bảo rồi, về nhà có việc gì thì cứ về nhà nói. Đưa ra cái đường giữa xã này, cái to thì người làm gì? Thế bây giờ mày còn cãi với tao nữa không? Hả? Mày cặp với bao nhiêu con rồi? Tao hỏi mày thế. Đừng vạch áo cho người sầm lưng. Ra cái bơi đôi bơi xấu đường người thiên hàng nhìn thấy không xấu mặt à? Cái loại đi cặp bồ như mày mà đi theo gái như mày mà biết là sĩ diện á? Hả? Mày sĩ diện mày không đi theo gái nhá. Tao nói cho biết mà mày đi thuyết là như thế. Tao điên máu lắm rồi đấy nha, tao đứng chờ đây từ nãy giờ máu nó sôi lên rồi đấy. Hôm nay tao phải cho làm cho ngô cho khoai luôn. Tao mày hết rồi cãi đi. Tao chỉ đi về đi, đừng ở đây mày. Tao nói cho mày chưa, tao không bao giờ tao về nhá. Hôm nay tao cho cả cái thiên hạ này biết cái bản mặt của thằng chồng của tao như thế nào nhá. Tao không làm giấu giếm để làm gì nữa, mày hiểu chưa? Cái loại mày bây giờ tao không còn cần thiết nữa.
không phải đưa đừng, thứ chuyện gì nữa. Đừng làm to chuyện giữa đường á, làm to chuyện ra giữa đường á. Thiên hạ người ta biết, con cái nó nhìn thấy sao? Tao hỏi mày nhá, mày đi theo gái mày có nghĩ con cái ở nhà không? Hả? Mày có nghĩ cho tao không? Bảo đi về thì cứ về đi nhà đi xem nào. Tao không về, còn con kia nữa. Mày quay ngặt ra đây. Mày thích theo dùng tao phải không? Hả? Mày thích theo dùng tao đúng không? Hả? Thôi đi. Tao cho mày mấy cái mũ bảo hiểm cho mày vỡ mặt mày ra nhá. Nói trước mày biết. Mày biết cái thằng này nó theo bao nhiêu con, nó có phải mình mày không? Hả? Mày tưởng là đi theo nó mà sướng à? Mày đi theo nó mày biết là vợ con nó ở nhà khổ như nào không? Đi về đi, đi về xem nào. Tao không về nhá. Mày đừng có mà nói nữa. Hôm nay mày chỉ có câm mồm thôi. Mày biết chưa? Bố mày điên máu lắm rồi đấy. Mày, bố mày đứng chờ từ nãy đến giờ nhá. Bảo vệ cho bố mày vào thì bố mày vào, bố mày dã chết chúng mày trong đấy rồi. Chứ không phải chờ mày ở đây đâu. Mày có già mồm được không? Hả? Thì cứ như là cô cứ nghĩ là cái người vào nhà nghỉ là cái như là cứ là trai gái là bù bình là này khác à? Thế tao hỏi mày vào đấy làm gì? Hả? Mày dẫn nó đấy vào đấy là làm gì? Mày làm gì trong đấy? Thì hả? Cô biết đây là ai không? Tao không cần biết là ai cả nhá. Nhưng mà tao thừa biết cái bản mặt của mày là hết con nọ đến con kia rồi nhá. Không bắt được mặt mày mày còn cãi à? Hả? Vậy hôm nay tao bắt tận nơi mày vẫn còn cãi đúng không? Mày thích cãi nữa không? Mày tốt nhất cứ đi về đi, đừng phải nói nhiều ạ. Mày cãi nữa, tao cho mày mấy cái mũ bảo hiểm luôn nhá. Mày tao điên lắm rồi đấy. Mày cãi, mày cố tình mày cãi, mày chửi tao không ra thấy gì à? Mày bảo tao là ghen tuông vớ vẩn à? Mày mày ra gì tao không phải nói lại như thế. Mày hiểu chưa? Mày biết là tao phải đi theo dõi chúng mày bao nhiêu lâu rồi mới bắt được gặp được thế này không? Hả? Mấy con cái ở nhà nó nhau nhóc như nào không? Thôi cứ đi về đi, về nhà có chị về nhà nói. Không về nhá, hai đứa mày hôm nay đây mày quay thẳng mặt hai đứa này cho chị. Con này bỏ khẩu trang ra, bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang ra. Mày đi theo chồng tao mà không biết xấu hổ mà mày phải đeo khẩu trang để làm gì hả con kia? Hả? Con thằng này nữa. Bây giờ mày thì nói thế nào? Bây giờ mày nói thế nào với tao đây? Mày tốt nhất cứ đi về đi, về nhà ứng nói cái gì thì nói. Ứng làm gì làm, cứ về nhà đi. Tao nhà không về nhá, hôm nay tao bắt được tận chứng mày ở đây không được về được. Nào. Bây giờ mày nói đi, mày hết cãi chưa đã? Bây giờ không về thì ở đây làm cái gì? Thích thích làm âm chuyện dưới đường này. Cả đến này biết cái mặt mặt của mày để mày hết cãi. Mày thích âm chuyện dưới đường này à? Thế bây giờ tao hỏi mày nhá, thế mày đi mày có nghĩ đến con vợ con của mày ở nhà không? Mày có nghĩ đến cái lúc mà tao bắt được như thế này không? Này, tôi đi đâu, tôi làm gì làm. Tiền lương hàng tháng tôi vẫn nộp cho cô đầy đủ nhá. Tiền nuôi con chu cấp gia đình tôi vẫn chu cấp đầy đủ nhá. Tao nói mày biết nhá, đấy là trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình nhá. Người chồng người cha là phải làm như thế. Còn cái chuyện người chồng người cha có tốt hay không ấy là thể hiện ở cái chỗ này này, mày hiểu chưa? Mày có thời gian tại sao mày không chăm vợ chăm con mà có thời gian mày đi hú hí với gái ở trong nhà nghỉ đấy à? Hả? Mày đi theo mất bao nhiêu con rồi? Tao nói mày vẫn còn cố thì mày cãi. Hôm nay mày vẫn còn cãi nữa không? Nên là cô này, con có ngày hôm nay, cô có những ngày hôm nay cũng là cái đồng tiền của tôi làm ra đấy. Tôi nhớ là cô bớt cái mồm đi, bớt cái mồm đi, về nhà mà chăm sóc con cho cô để tôi còn chú cấp tiền cho cô nhá, để cô còn có mà sống nhá. Nên tôi mày đừng làm chuyện à? Hả? Mày định kể công cái gì ở đây? Hả? Mày lấy vợ mày phải lo được cho vợ cho con đấy. Mày lấy vợ để mày làm như thế à? Mày chỉ cần biết mang tiền về nhà thôi, mày muốn theo con nào cũng được á? Không có chuyện đấy đâu nhá. Mày chúng mày sống cái kiểu lăng loàn như thế được à? Mày để xem lại bản thân mày xem nào, có xứng đáng là người chồng người cha tốt không? Sao mày có dạy được con không? Tao chỉ hỏi mày thế thôi. Cô im mồm bớt đi, bớt cái mồm đi. Tôi mà cắt cái nguồn tài trợ á, liệu cô có sống nổi không? Mày không phải thách nhá. Đàn bà bây giờ ấy không có cái gì là không sống được đâu nhá. Mày không đi làm mà tao đi làm tao nuôi được con. Mày hiểu chưa? Chứ còn nếu mà mày sống với vợ con mày sống đàng hoàng tử tế nhá. Chứ phải mày đi cặp bồ cặp bịch hết con nọ con kia như này đâu. Mày biết làm thế mày khổ vợ khổ con không? Mày chỉ biết sướng bản thân mày thôi à? Mà đi về nhà đi. Ứng nói gì về nhà nói. Tao không về nhá. À? Nói trước cho mày biết là như thế. Đi về, cứ về nhà đi, về nhà xem nào. Đưa chìa khóa đây. Không cho mày đi đâu hết. Đưa chìa khóa đây cho mày. Cả con kia nữa nhá. Con kia bỏ khẩu trang ra để tao xem mặt mũi mày như thế nào. Hả? Tao nói cho mày biết nhá. Bao nhiêu năm nay tao nhẫn nhịn chừng qua là tao phải nghĩ đến con cái đâu nhá. Thì tao mới phải cố gắng là nhẫn nhịn mày như thế. Tao nói hết nước hết cái rồi mà mày không sửa được cái tính trong hoa của mày. Mày thử mày nghĩ để xem là mày có nghĩ đến con cái không? Tao hỏi mày thế thôi. Tôi bảo cô đi về là cô cứ đi về đi. Cứ đạp úng ở giữa đường á. Về nhà mà giải rổ con cái là được. Hôm tôi cũng phụ cập tiền cho cô rồi được. Mày không nói cái gì nhá. Để tao nói cho mày bản mặt mày biết là như thế này nhá. Con cái ấy không phải là nó chỉ cần chờ mày mang tiền về hay là tao chờ mày mang tiền về để nuôi con đâu nhá. Mày hiểu chưa? Mà tao muốn là mày là người chồng người cha ấy là mày phải ở nhà để mày dạy dỗ khuyên bảo con. Con nó đến tuổi lớn rồi. Mình phải dạy dỗ bảo ban con cái chứ không phải mày về mày mang mấy đồng tiền về nhà xong rồi mày thích đi theo con nào cũng được đâu nhá. Tao hiểu vào mấy cái đấy đồng tiền của mày ấy. Mày hiểu chưa? Nhá, hôm nay nhất gì bếp nhá tao cho mày á. Không cần mày nữa thì tao cũng phải cho cả cái thiên hạ này biết cái bản mặt của mày. Mày hiểu chưa? Cô làm thế thì cô được cái gì không? Tôi hỏi cô được cái gì không?
Bây giờ tao không cần gì nữa nhá. Con cái tao có thể nuôi nó dạy được tử đấy lên người nhá. Còn cái loại đàn ông mày như mày ấy, bây giờ tao không cần nữa. Hôm nay tao không cần thì tao mới phải làm như thế này. Mày hiểu chưa? Mày biết là máu máu tao sôi lên tận đỉnh đầu rồi không? Hả? Mày có biết là tao điên máu như thế nào không? Bây giờ mày thử đặt vị trí mày là tao là người vợ xem nào. Mày là người vợ như tao xem nào mày có chịu nổi không? Hả? Mày nghĩ đi. Cứ về nhà nói tôi nói cố mày này, cố đừng lại uống mì đường, mày lắm uống mì đường đến tôi nóng lên thì cô cũng biết rồi đấy. Tốt nhất về đi, về nhà có gì nào. Tao hỏi mày, tao nói nhẹ mày bao nhiêu lần rồi, tao khuyên mày hết lời rồi đúng không? Hả? Lúc tao còn khuyên lời mày ấy, bởi vì là tao cần mày, tao cần mày bởi vì là tao muốn con tao nó có bố, để có một người bố dạy dỗ con cái, cho nên nên là người chứ không phải là để cho mày ba cái chuyện vớ vẩn như này nhá. Mày trăng hoa bao nhiêu lần rồi? Hả? Còn cái con kia nữa, tao nói cho mày biết nhá, không phải là theo mình mày đâu nhá, nó theo bao nhiêu con rồi. Liệu mày nó có bỏ vợ bỏ con để nó lấy mày không? Hả? Mày có nghĩ tương lai của mày không? Mày thử nhìn lại mày, bảo mày ra mặt mày xem mày có dám mở mặt ra để mày nhìn tao không? Hả? Mày tưởng mày là con rắc thứ 13 mà mày là sung sướng à? Chúng mày thử nhìn, xem chúng mày có đàng hoàng không? Cô ăn nói thì phải lịch sự tí đi, bớt cái mồm ra đi. Tao không cần phải lịch sự với thằng nào hết nhá. Riêng hai đứa mày hôm nay tao không cần phải lịch sự gì hết. Nghe chưa? Tao muốn cho banh bét luôn rồi đấy, bây giờ tao không cần mày nữa đấy. Mà kể cả tao không cần mày chẳng nữa, tao không cho hai đứa mày đến với nhau được. Mày hiểu chưa? Tao cho chúng mày cái bản mặt của chúng mày lên thiên hạ người ta biết nhá. Cô không lắm mồm rồi. Tôi đi về đi. Cứ đi về nhà, đưa chìa khóa đây cho tôi về. Tao không đưa nhá, mày hiểu chưa? Còn cái con mày nữa nhá. Nhá, tao nói cho mày biết nhá. Nói cho mày làm biết gì nhá. Đấy. Mày đừng có bênh nó nhá. Mẹ chúng mày bỏ khẩu trang ra. Chị làm như thế là không được đâu nhá. Chị phá hoại tài sản của tôi là tôi kiện đấy. Tao thách mày kiện đấy. Tao cho mày ra ngoài phường rồi mày kiện luôn tao đấy. Hả? Cái bản mặt của mày hôm nay mà mày đi theo chồng tao mà mày dám kiện tao á? Tao thách mày luôn đấy. Nhá, hôm nay tao chưa làm gì mày là tao còn mày còn may rồi đấy. Mày hiểu chưa? Mày còn phải cảm ơn tao nhá. Mày liệu rằng nó có lấy mày không? Hả? Nó có bỏ vợ con để nó lấy mày không? Thôi được rồi, cứ bớt cái mồm đi, đi về đi, về xong rồi về nhà ưng thì nói gì nói. Đi, đi tao về không đi. Về, hôm nay tao thôi không làm đi. Xong mọi chuyện này tao không về nhá. Riêng mày hôm nay tao không cần mày nữa, mày hiểu chưa? Còn con đi kia tao nói cho mày biết nhá. Cái loại đàn ông trăng hoa này nó no sôi chán chề nó vứt mày. Hiểu mày đi vào trong đấy làm gì? Hả? Chúng mày rủ nhau làm gì? Có việc gì? Hả? Chúng mày có dám đi vào trong kia hỏi, đi vào trong kia để tao hỏi xem là có việc gì không? Hả? Mày bảo vệ nó không cho tao vào, tao mà vào lúc đấy chúng mày chết với tao rồi nhá. Nói chứ mấy cái thằng mặt dày như mày nhá. Bây giờ mày hôm nay mày không già mồm được với tao đâu. Mày hiểu chưa? Cái loại đàn ông như mày ấy nhá, tao không cần nữa, hiểu chưa? Các con tao cũng không cần cái loại bố như mày nữa. Tao tự dạy các con tao nên người được, mày hiểu chưa? Còn làm bố thì phải đàng hoàng. Chứ không phải bố sống cái kiểu khốn nạn như này đâu.